Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ của Toyota Xua Mỹ Đình. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị và các bạn chiếc xe công nghệ cao, công nghệ mới nhất của nhà Toyota. Đó chính là Toyota Altis phiên bản Hybrid, phiên bản xăng điện ạ. Chiếc xe này là chiếc xe phiên bản 1.8 Hybrid xăng điện sản xuất 2022, có màu trắng ngọc trai. Xe này đang được trưng bày tại Toyota Xua Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nếu anh chị và các bạn nào quan tâm thì có thể qua bên xem xe trực tiếp nhé. Về pháp lý thì xe này là xe cá nhân, chạy 33.000 km, đang được thu hồi biển số. Xe còn rất là mới và đẹp luôn ạ. Phiên bản Hybrid xăng điện của nhà Toyota rất là nổi tiếng luôn ạ. Với phiên bản này thì dưới khoảng 40 km trên giờ thì anh chị và các bạn sẽ chạy bằng động cơ điện nhá. Và khi hết điện thì là động cơ xăng sẽ hoạt động và sẽ nạp điện, nên là anh chị và các bạn không cần phải đi đến trạm sạc để sạc, mà xe sẽ tự sạc luôn. Đây là khoang nội thất của chiếc xe này. Chiếc xe nội thất ghế da màu đen rất là sạch sẽ và dễ vệ sinh. Đây là các phím ấn trên tappy cửa. Tappy cửa còn rất là mới và đẹp luôn ạ. Đây là vô lăng này. Vô lăng 3 chấu tích hợp cùng đồng hồ hiển thị này. Màn hình DVD. Cần số bệ đì tay. Cần nhị của xe này. Rất là sạch sẽ. Các chi tiết ví dụ như là nội thất này. Tapo, tappy cửa. Em sẽ quay rất là chi tiết và chân thật để anh chị và các bạn có thể tham khảo cách kỹ nhất. Ngoài ra trong quá trình quay chụp, anh chị và các bạn cần quay chụp kỹ phần nào thì anh chị và các bạn có thể liên hệ với em. Em sẽ gửi chi tiết các phần đó cho anh chị và các bạn nhé. Đây là dàn mâm và lốp của chiếc xe. Altis phiên bản Hybrid. Xe này thì bên em sẽ cam kết cho anh chị là xe đã được kiểm tra 176 hạng mục của Toyota, cam kết là xe không tai nạn, không bổ máy, không thủy kích và không phạt nguội. Ngoài ra thì bên em vẫn hỗ trợ mua xe trả góp lên tới 70% giá trị của xe do tài chính Toyota cho vay trực tiếp với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Nếu anh chị và bạn nào cân đối về tài chính thì có thể tham khảo phương án này. Chiếc xe này thì đã được trang bị là dàn kính chạy sàn này, lên màn hình DVD. Đấy. Xe có ốp bậc lên xuống chống xước, còn rất là mới và đẹp nhá, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Sau đây em sẽ đi vào khoang động cơ để anh chị và các bạn có thể tham khảo kỹ hơn này. Anh chị có thể là đây là mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nhá, khoảng hơn 4 lít thôi, rất là tiết kiệm luôn. Đây là khoang động cơ của xe này. Ốc chân máy, ốc mặt máy vẫn còn nguyên bản theo xe luôn ạ. Chiếc xe Corolla Altis phiên bản Hybrid sản xuất 2022 hiện đang được chào bán tại Toyota Xua Mỹ Đình có giá là 780 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn nào liên hệ trực tiếp với số hotline đang hiển thị trên màn hình nhé. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn tại các video tiếp theo ạ.